Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa. Anh chị em thân mến, phục vụ giáo hội hàng năm dành ngày 14 tháng 9 để mời gọi con cái mình cử hành lễ suy tôn Thánh Giá Chúa Giêsu với niềm vui vì được ơn cứu độ. Ngày này ấy, Thánh Giá được trình bày không phải dưới khía cạnh khổ đau hay là nặng nề thiết yếu của cuộc sống cần phải vác theo Đức Kitô, nhưng dưới khía cạnh vinh quang như cái cớ để những người tin vào Chúa Giêsu tự hào và không có khóc lóc. Cử hành với niềm vui. Thánh Giá, một khí cụ man rợ và khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại người Do Thái, dùng làm hình khổ để đóng đanh Chúa Giêsu. Nhưng người đã biến nó thành phương thế để cứu độ thế gian. Từ đó, Thánh Giá trở nên niềm hy vọng độc nhất trong vinh quang toàn thắng của Đức Kitô ban tặng cho con người hồng ân tha thứ và mọi phúc lành. Vì thế, chúng ta phải hãnh diện về thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nơi người ta được giải thoát, được sống và được sống lại. Chính người giải thoát và cứu độ ta. Điều này ấy, thưa anh chị em, được phản ảnh trong các bài đọc. Thánh Phaolô coi Thánh Giá là động lực lớn lao để tán dương Chúa Giêsu, người đã tự hạ mình và vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Còn theo Thánh Gioan ấy, thì Thánh Giá như là khí cụ để cứu độ con người. Cũng như Mô-xê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Nên hôm nay, giáo hội cử hành lễ suy tôn Thánh Giá với niềm vui vì được ơn cứu độ. Nhìn ngắm Thánh Giá, chúng ta sẽ khám phá ra câu chuyện của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại nói chung và cách riêng cho mỗi người chúng ta. Câu chuyện tình yêu. Khi suy tôn Thánh Giá, giáo hội hiền thê yêu dấu nhìn lên Thánh Giá nơi treo Chúa Giêsu, vị phu quân của mình. Chân tay đanh nhọn đâm thâu, cạnh sườn lưỡi đồng đâm thủng. Máu cùng nước chảy ra, làm cho giáo hội nhớ đến ngày mình được sinh ra từ cạnh sườn Chúa với tất cả tình yêu, lúc Chúa ngủ trên thánh giá. Bởi theo Thánh Ambrosio, lúc Adam đang ngủ, Thiên Chúa đã lấy xương sườn của ông để tạo dựng Eva thế nào, thì lúc Chúa Giêsu chết nằm trên thánh giá, giáo hội cũng được sinh ra từ trái tim bị đâm thủng của Chúa Giêsu như vậy. Và giáo hội tưởng nhớ đến tình yêu dâng trào ấy. Thật không thể hiểu nổi Thiên Chúa yêu thương chúng ta biết chừng nào. Yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Mặc dù biết trước con mình sẽ bị đóng đinh, được dương lên cao khỏi đất như con rắn đồng trong sa mạc. Thật là một sự hy sinh lạ lùng, không thể nào hiểu thấu, mà Thánh Phaolô diễn tả một cách khác để bổ sung. Thiên Chúa đã không tha cho chính con một của mình,
nhưng phó nộp người vì chúng ta hết thảy. Người đã yêu chúng ta bằng tình yêu vô bờ bến, tình yêu thương xót và thứ tha, khi sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đây chính là câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Câu chuyện tình của Chúa Cha, chuyện tình của Chúa Con, câu chuyện của Thánh Giá. Giảng trong lễ sáng thứ ba ngày 15 tháng 3 năm 2016 tại nguyện đường Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: nếu muốn biết câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn Thánh Giá. Nơi ấy có một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vấy bẩn bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Vì Thiên Chúa ấy sẽ hủy diệt vĩnh viễn cái tên xấu xa đích thực của sự dữ mà sách Khải Huyền gọi là con rắn sừa. Tội lỗi là việc làm của Satan, nhưng Đức Giê-xu đã chiến thắng Satan. Ngài đã tự hạ mình xuống, trở thành hiện thân của tội để nâng con người lên. Mầu nhiệm Thánh Giá diễn tả tình yêu vô bờ bến, tình yêu không thể nào mô tả được của Thiên Chúa đối với nhân loại. Trong lịch sử cứu độ, con rắn được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế và lần cuối cùng trong sách Khải Huyền. Rắn là loài vật mà theo Kinh Thánh mang một biểu tượng mạnh mẽ của sự nguyền rủa của tội lỗi, và một cách mầu nhiệm cùng với biểu tượng của sự cứu chuộc. Trong hành trình sa mạc, dân chúng không muốn đi trong cảnh lương thực ít ỏi như thế nữa. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê. Chúa cho rắn bò ra làm hại những kẻ cứng lòng không tin, để gieo rắc sự sợ hãi và cái chết, cho đến khi dân chúng biết chạy đến nài xin Mô-xê sự tha thứ. Thiên Chúa lại truyền cho Mô-xê đúc một con rắn đồng treo lên cây gỗ, để tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó sẽ được sống. Thật là mầu nhiệm. Mầu nhiệm ở chỗ, khi dân hối hận, Thiên Chúa không giết chết các con rắn, nhưng Ngài để chúng đó. Nếu có con rắn nào làm hại dân chúng, chỉ cần họ nhìn lên con rắn đồng thì sẽ được cứu. Dương cao con rắn lên. Con rắn tượng trưng cho tội lỗi. Con rắn giết hại người ta, nhưng nó cũng chữa lành. Và đó chính là mầu nhiệm của Đức Kitô. Thánh Phaolô nói, Đức Giê-xu là đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa lại biến người thành hiện thân của tội lỗi. Như vậy, cách nào đó, Đức Giê-xu chính là con rắn được dương cao lên. Bài đọc 1, ngày lễ chất chứa cái nhìn có tính tiên tri. Chúa Giê-xu như là hình ảnh con rắn, hiện thân của tội lỗi, đã được dương cao lên để cứu độ con người. Lạy Chúa Giê-xu Kitô, chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian. Amen.